Quý vị đang lắng nghe bộ truyện Tàn Văn Dị Quyền được phát sóng trên kênh MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Thưa quý vị, đây là một bộ truyện vô cùng hấp dẫn và thú vị, bao gồm những câu chuyện ma quái đầy bí ẩn. Trong tập ngày hôm nay thì Trang Đắc sẽ gửi tới quý vị phần 2 của bộ truyện này với tựa đề Trong Ngọc Có Quỷ. Mời quý vị cùng theo dõi. Tục ngữ nói Người nuôi ngọc 3 năm, ngọc nuôi người cả đời, xuyên suốt các thời đại, giữa người và ngọc luôn có mối quan hệ không thể tách rời. Một miếng ngọc tốt không chỉ dùng chất liệu chân quý, chạm khắc tinh xảo mà còn phụ thuộc vào người nuôi nó. Chữ nuôi này bao hàm rất nhiều thứ. Ngọc được đeo trên người, dính hơi người, theo thời gian sẽ trở nên càng trong trẻo, nhẵn nhụi. Theo cách nói của người trong nghề là có linh khí. Loại ngọc có linh khí này lại căn cứ vào thân phận địa vị khác biệt của người đeo nó, khiến cho nó trở nên có giá trị lịch sử hơn, càng được yêu thích nhiều hơn. Đây là lý do tại sao người ta thường sưu tầm ngọc cổ. Trước giải phóng có rất nhiều nghề lạ, người nuôi ngọc cũng là một trong số đó. Nghề nghiệp này gần như hoàn toàn biến mất trong thời hiện đại, nhưng thời điểm đó nó lại rất phổ biến đương nhiên không phải ai cũng có thể nuôi ngọc đầu tiên cần phải có thể chất đặc biệt thứ hai là ngọc có nhiều chủng loại khác nhau chia ra ôn ngọc và hàn ngọc cho nên người nuôi ngọc cũng khác nhau những người như vậy mặc dù không dễ tìm nhưng ở thời đại mà tính mạng con người được coi như cỏ rác này muốn tìm được một nhóm người như vậy cũng không khó cho nên hầu như cửa hàng ngọc thạch nào cũng sẽ nuôi một nhóm người như vậy công việc của bọn họ chia làm hai loại một là đeo ngọc bội mới lên người nuôi khoảng một năm nửa năm mặc dù loại ngọc được nuôi này thiếu đi ý vị lịch sử không thể sánh bằng ngọc cổ nhưng vẫn có thể bán được một giá tiền cao còn một loại người nuôi ngọc khác thì tương đối hiếm và tất cả những gì họ nuôi đều là ngọc có nguồn gốc nói thẳng ra ba chữ có nguồn gốc là chỉ những loại ngọc không có nguồn gốc xuất xứ trong sạch vào thời đại đó mọi người đều chú trọng đến việc trôn cất nhiều hộ gia đình lớn giàu có đều trôn theo người chết những vật có giá trị vô cùng phong phú chính vì thế mà nhiều người cần tiền không cần mạng bắt đầu hành nghề trộm mộ lấy vàng vì vậy nên có một số cửa hàng đồ ngọc mỗi tháng sẽ nhận được một hoặc hai món đồ ngọc chôn theo như vậy. Những thư này phần lớn là của người đã khuất đeo. Ngày tháng lâu dài ít nhiều đều dính chút ít hơi đất lẫn khí tử thi trong mộ. Vì để tránh những phiền phức không cần thiết, những thư này không thể bán ra ngay mà phải cho người nuôi ngọc đeo một thời gian. Thông qua bản thân bồi dưỡng, từ từ loại bỏ hơi đất và tử khí rồi mới được bán lại rất ít người nguyện ý làm loại người nuôi ngọc thứ hai này bởi vì tiếp xúc lâu dài với đồ bồi táng rất dễ bị lầy dính xui xẻo chỉ có những người đàn ông cường tráng khỏe mạnh gan dạ mới dám nhận đơn làm ăn này nhưng từ trước đến nay những thứ đồ của người chết luôn không may mắn trong đó không thiếu chuyện nuôi ngọc nuôi ra tài họa cửa hàng thúy ngọc trai ở thành nam là một cửa hàng chuyên mua bán đồ ngọc chủ cửa hàng họ vương nghe nói đã kinh doanh ngọc thạch từ đời ông nội của ông ta cửa hàng có uy tín trăm năm đương nhiên là tốt rồi cho nên người trong thành này vừa nhắc tới mua đồ ngọc thì tất nhiên sẽ nghĩ tới nhà lão vương hôm đó sau giờ ngọ ánh mặt trời đặc biệt gay gắt như thiêu đốt từ trong cửa hàng nhìn ra ngoài ở khoảng cách xa xa, ngay cả không khí cũng trở nên vặn vẹo một cách kỳ dị. Toàn bộ chấn nhỏ như lọt vào trong một cái lồng hấp khổng lồ. Quản lý của cửa hàng Thúy Ngọc Trai là Lão Lưu, ngáp một cái, dùng ngón tay chấm chút nước trà, xoa lên khóe mắt một hồi. Chợt cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Chờ đến khi ông ta mở mắt ra lần nữa, thì đã phát hiện một người đàn ông cường tráng, đi vào trong cửa hàng. Người đàn ông này đội một chiếc khăn trùm đầu bằng vải thô. Sau khi vào cửa hàng, thì lấy quần áo quả gió, trong miệng lẩm bẩm mấy lời, kiểu như thời tiết quỷ quái. Thậm chí còn không thể nhìn vào các loại đồ ngọc trong cửa hàng, dường như anh ta cũng không phải đến để mua ngọc. Lão Lưu Hoàng hốt nhìn anh ta một hồi, cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo của anh ta, nhẹ nhõm nói. Thì ra là khôn từ Còn không phải sao, tôi nói lưu trưởng quỹ này, mới nửa năm không gặp mà đã không nhận ra tôi rồi sao? Người đàn ông tên khôn tử có ngoại hình ưa nhìn, nhưng nước da lại hơi ngăm đen. Anh ta nhếch miệng cười, nhe ra hai hàng răng trắng héo. <laughs> sao có thể chứ, chỉ là thời tiết quá nóng, khiến cho người ta hòa mắt mà thôi. Hai ngày trước, ông chủ nhà tôi có nhắc đến cậu tôi cũng nghĩ hai ngày nay cậu sẽ tới hàng hóa không có vấn đề chứ lão lưu nhấp một ngụm trà lạnh tinh thần của ông ta đã tỉnh táo hơn rất nhiều đương nhiên là không có vấn đề rồi vừa nói khôn tử vừa thò tay vào trong ngực muốn lấy đồ ra nhưng bị lão lưu chặn lại lão lưu cảnh giác nhìn ra ngoài cửa hàng sau đó đánh thức nhân viên đang ngủ gật ở ngưỡng cửa dậy dặn dò vài câu bấy giờ mới ngoắc tay nói với khôn tử nào, chúng ta vào trong nói chuyện. Khôn tử ừ một tiếng, vội vàng nhanh chóng đi theo sau lão lưu vào trong phòng. Nhiệt độ trong phòng mát hơn bên ngoài một chút. Sau khi vào phòng, khôn tử móc từ trong ngược ra hai mặt dây chuyền bằng ngọc trắng tinh. Dùng hai tay đưa đến trước mặt lão lưu, nói Lưu trưởng quỹ, hai thứ này vẫn luôn nằm trong người tôi nửa năm qua. Ông thấy nó được nuôi tốt cỡ nào. Ông xem, có thể trả thù lao cho tôi nhiều hơn một chút được không? Lão Lưu cầm lấy khối bạch ngọc còn dính mồ hôi, cũng không trả lời mà lấy khăn tay ra, lau cẩn thận, rồi đi ra cửa, đưa về hướng mặt trời, ngắm nhìn một lúc. Bấy giờ mới hài lòng gật đầu, lầm bẩm Không tệ, trọng suốt, sáng sủa. Lão vừa nói, vừa thầm xúc động. Hai miếng ngọc bội này vốn được mua từ một nhóm thợ mỏ vàng tay nghề và chất liệu đều rất xuất sắc, nhưng đáng tiếc lại là đồ của người đã khuất. Lâu ngày bị dính nước xác chết nên đã trở thành nửa vàng, nửa trắng. Tuy nhiên Thúy Ngọc Trai đã kinh doanh đồ ngọc nhiều năm như vậy, tự nhiên có cách xử lý đặc biệt của riêng mình. Vì vậy họ đã mua nó với giá thấp, sau đó tìm một người thích hợp để nuôi nó. Chỉ cần nuôi nửa năm cho thật trắng và trong suốt thì giá sẽ được nâng lên một bậc lão lưu tính toán tranh lệch giá cả trong đó một chút rồi hào phóng nói với khồn tử được rồi tôi sẽ trả thêm cho cậu nửa sâu tiền khôn tử nghe ông ta nói như vậy lập tức lộ ra vẻ giật mình như thể thời tiết nóng nực khó chịu đã biến mất anh ta cúi người chắp tay nói với lão lưu vậy thì cảm ơn lưu trưởng quỹ Được quỷ nghèo lão lưu khinh thường liếc anh ta một cái nhưng trên mặt vẫn ra dáng vẻ thân thiện đó. Một người có địa vị như ông ta đương nhiên sẽ không có thiện cảm với những người nuôi ngọc thông thường, nhưng Khôn Tử lại khác, tên nhóc này có thể chất đặc biệt, làm việc nghiêm túc kỹ lưỡng, người như vậy thực sự rất khó tìm. Có nhiều ngọc có lai lịch đều cần anh ta tới nuôi, vậy nên lão Lưu cũng không làm giá với anh ta. Đầu năm nay chỉ cần có thể kiếm tiền, những thứ khác đều là chó má lão lưu bảo khôn tử cứ tự nhiên rồi vội vàng rời đi khôn tử nghe tiếng bước chân đã đi xa rồi mới yên tâm ngồi xuống anh ta nhìn ấm trà trên bàn cảm thấy cổ họng khô khốc đến lạ thường nhưng cũng không dám lỗ mãng nghiêng đầu nhìn hoàn cảnh trong phòng thúy ngọc trai đã kinh doanh ngọc bích và đồ cổ nhiều năm như vậy đồ đạc trưng bày trong cửa hàng đương nhiên đều không tầm thường nhìn đại sành sang trọng từng món đồ cổ trưng bày còn đắt tiền hơn cả cái tính mạng của mình. Trong lòng khôn tử vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Anh ta xoa cằm xúc động nói. Chỉ cần tùy tiện, cầm mấy thứ đồ chơi này thôi, cũng đã đủ để mình sống sùng sướng cả đời rồi. Nói đến đây, anh ta chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, nhưng vẫn lý trí, kiềm chế mình lại. Anh ta làm người nuôi ngọc dưới danh nghĩa của Thúy Ngọc Trai đã hơn mấy năm, Đương nhiên biết, nhà họ Vương không phải hạng người lương thiện gì, đã từng có chuyện người nuôi ngọc trộm ngọc bỏ trốn rồi bị bắt đánh chết. Đầu năm nay, mạng người như cỏ rác, nhà họ Vương ở nơi này có thế lực rất lớn, muốn tìm một người dễ như trở bàn tay vậy. Nếu không thì sao có thể không hề lo ngại đưa ngọc cho anh ta nuôi nửa năm chứ? Không lâu sau, chỉ nghe bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, đây là lão Lưu đã trở lại. Khôn tử vội vàng rời mắt khỏi những món đồ trang trí xa hoa kia, đứng dậy cung kính, đứng sang một bên. Sau khi lão lưu vào phòng thì nhìn khôn tử một chút, đặt hai sâu tiền rưỡi và một chiếc hộp gấm lên trên bàn, nói, nào, ngồi xuống nói chuyện. Khôn tử đáp lời, đợi lão lưu ngồi xuống rồi mới cùng kính ngồi, nhưng mắt vẫn dán vào hai sâu tiền rưỡi không rời. Lão lưu thầm cười lạnh một tiếng, ném mấy đồng xu cho anh ta, nói Tiền thưởng lần này của cậu, đếm đi. Khôn tử nhanh chóng nhận lấy, cũng không cần đếm, chỉ ước lượng, cười nói Lưu trưởng quỹ chỉ có thể cho nhiều, chứ không ít, không cần đếm. Thật sao? Vậy cậu đi ra ngoài rồi, tôi cũng sẽ không thừa nhận. Sao thế được chứ? Thiếu nửa xu cũng không cần hỏi, ngay uống trà đi. Khôn tử vừa nói vừa cười nịnh nọt, rót trà cho lão lưu lão lưu bị anh ta nịnh nọt hết sức êm tai ngón tay gõ lên trên cái hộp gấm ở trên bàn cười nói nhóc cậu thật tốt biết đại cục tôi chăm sóc cậu mấy năm nay cũng không uổng công được rồi chúng ta đừng nói nhiều lời dư thừa ở đây ở chỗ của tôi đang có một mối lạc ăn cậu có nhận không không có lý do gì không nhận việc làm ăn con lãi Khôn Tử đương nhiên đồng ý. Có vẻ như lão Lưu cũng đã biết câu trả lời của anh ta, nên từ từ mở hộp gấm đẩy tới trước mặt anh ta. Khôn Tử dùng hai tay cầm hộp gấm nhìn vào bên trong, chỉ thấy trong hộp có một miếng ngọc bội nằm yên trên tấm vải nhung. Đây là một mặt dây chuyền bằng ngọc hình tròn phẳng, hình dáng tình xảo kỳ lạ. Trên mặt miếng ngọc có khắc một người phụ nữ có dáng người yêu kiều, xung quanh người phụ nữ có khắc mấy tầng dây leo thực vật được khoét rỗng nhìn giống như người phụ nữ này đang bị tầng tầng dây leo trói buộc ở trong đó trừ cái này ra thì tay nghề điêu khắc của người chế tạo tương đối tỉ mỉ ngay cả biểu cảm của người phụ nữ cũng được khắc họa sống động lạ thường khiến người ta nhìn vào có cảm giác là như đang khổ sở vùng vẫy trong nhà tù không được hoàn mỹ chính là nửa dưới của miếng ngọc bích đẹp như dương chi này có màu đỏ sẫm, khiến người ta vô thức cho rằng đó không phải là ngọc bích mà là một cục máu đồng đặc. Lúc này ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, chiếu nghiêng lên mặt ngọc bội, phản chiếu một tầng ánh sáng mờ hồ, trắng đỏ đan xen chồng lên nhau. Thân thể của cô gái ở dưới tầng ánh sáng này trông rất sống động. Sau đó bên tai chuyển đến tiếng thì thầm mơ hồ như có như không như thể đang nói với anh ta cứu tôi ra ngoài đi một lúc sau cả người khôn tử đột nhiên rung lên từ trong mơ hồ tỉnh táo lại anh ta giật mình nhìn miếng ngọc bội ở trong hộp gấm nó vẫn nằm yên lặng trên tấm vải nhung như cũ ánh sáng mơ hồ trên bề mặt dường như bị giảm đi rất nhiều nhưng cũng không tạt đi giống như đang nói lên giá trị to lớn của nó mà đợt mơ hồ đó giọng nói thì thầm đó vừa giống như một giấc mơ vừa giống như thực sự tồn tại rồi lại dường như nó chưa bao giờ tồn tại miếng ngọc này khôn tử bắt đầu mở miệng nói nhưng lại sửng sốt hồi lâu tựa hồ đang cân nhắc xem nên dùng ngôn từ gì để miêu tả thật kỳ lạ lão lưu cười nhạt không bình luận gì về lời nói của khôn tử Lão ta còn nhớ, ba ngày trước mình cũng cảm thấy như vậy khi chủ cửa hàng mang ngọc bụi đến. Vì vậy lão không ngạc nhiên gì trước phản ứng của khôn tử. Tuy nhiên ông chủ rất quan tâm đến vụ làm ăn này, cho nên lão phải xua tan nỗi lo lắng của tên nhóc này thì mới có thể giải quyết xong chuyện này. Thế là lão lưu vỗ vài khôn tử, nói Hàng cũng đã xem rồi, nếu cậu có lời gì muốn nói thì cứ việc nói thẳng ra sẽ không có vấn đề gì chứ khôn tử suy nghĩ hồi lâu cuối cùng do dự ấp úng hỏi anh ta làm nghề nuôi ngọc lâu như vậy cũng có chút hiểu biết về ngọc ngọc có thể thông linh đặc biệt là loại cao tuổi anh ta cũng hiểu rõ sự nguy hiểm của vấn đề này hơn nữa nó là đồ tùy thân của người chết có một số việc e là không đơn giản như vậy hơn nữa trận ảo giác mới vừa rồi đã khiến cho anh ta hơi lo lắng Lão Lưu nghe anh ta nói như vậy Cũng đã sớm đoán được 89 phần 10 Lão ta hử lạnh một tiếng Nói với khôn tử Xem ra cậu còn chưa chuẩn bị Nhận việc làm ăn này Được rồi tôi sẽ không ép buộc cậu à, Cậu cũng trưởng thành rồi Về sau cậu cứ tự mình Thu xếp ổn thỏa đi Ấy Lưu trưởng quỹ Tôi không phải Khôn tử nghe ra chút ý uy hiếp ở trong lời nói của lão Lưu, rõ ràng là nói nếu cậu không nhận việc này, vậy thì sau này cũng đừng nghĩ tới làm việc ở Thúy Ngọc Trại nữa. Anh ta vừa muốn mở miệng giải thích, thì lão Lưu đã cầm hộp gấm lên, phủi bụi trên nắp hộp, dùng giọng điệu lầm bầm lầu bầu, chậm chạp nói. Việc làm ăn này là do ông chủ tự mình dặn dò xuống. Ông chủ cũng đã nói rồi, làm xong có năm sâu tiền thủ lao. Thật đáng tiếc. Cái gì? Ông nói có năm... Năm sâu tiền công sao? Khôn tử đột nhiên mở to hai mắt Còn lớn hơn cả chuông đồng Những năm sâu tiền lận đó Nhiều gấp đôi lần trước Nhiều tiền như vậy khiến cho trong lòng khôn tử Thả lỏng hơn một chút Anh ta vội vàng nắm lấy tay lão lưu Sốt sang nói Lưu trưởng quỹ Ông thật sự trả tiền công nhiều như vậy sao? Hỏa tỏa là sự thật Đây là ông chủ nhà tôi nói nhưng không phải cậu không muốn làm sao Lão Lưu châm chọc nhìn anh ta một chút Trong lòng lại âm thầm cười lạnh Muốn đấu với tôi ừ, Cậu còn non lắm Làm chứ Không phải chỉ là một khối ngọc thôi sao Khôn tử nói rồi nắm chặt lấy hộp gấm trong tay dáng vẻ giống như ai muốn cướp Thì sẽ liều mạng với kẻ đó Lúc này lão Lưu mới chuyển giận thành vui Nói Vậy mới được chứ Đầu năm này thanh niên kiếm một công việc tốt không dễ đâu. Cậu có còn nhớ rõ lúc tôi đưa cậu vào ngành nghề này đã từng đoán mệnh cho cậu không? Tên nhóc cậu trời sinh là mệnh tam thủ. Gặp thủ lại tăng thêm một tầng khác. Đây gọi là ngọc trong người, tiên trong đất. Chỉ cách mệnh lục thổ của địa chủ một bước Tuy không thể giàu sang phú quý Nhưng có thể cả đời không bệnh tật tai họa mệnh cách như cậu, sinh ra là để làm người nuôi Ngọc. Ngọc có độc đến đâu, cũng làm sao có thể hại cậu được. Ngài nói đúng, khôn tử gật đầu tán thành, nhớ lại khi mới vào nghề, khi đó quả thật, lão Lưu đã nhờ chuyên gia giúp anh ta đoán mệnh. Anh ta làm người nuôi Ngọc nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng gặp phải bất kỳ tai họa nào, hơn nữa có lợi nhuận lớn dụ dỗ cuối cùng vẫn cắn răng chấp nhận đơn làm ăn này. Sau khi khôn tử cảm ơn lão lưu xong, thì vui vẻ cầm lấy chiếc hộp gấm và hai sầu tiền rưỡi mà anh ta vừa nhận được rời khỏi Thúy Ngọc Trai. Lão lưu nhìn theo bóng lưng của khôn tử, trên mặt lão ta đột nhiên hiện lên một nụ cười quỷ dị, cả người dần dần lui vào bóng tối trong phòng, chỉ để lại một câu hư vô mờ mịt. Uhm, tiền là thứ tốt nhưng cũng phải xem cậu có mệnh để tiêu hay không sau khi khôn tử hoàn thành công việc của thúy ngọc trai thì đi thẳng về nhà anh ta không vội đeo ngọc bội lên trên người mà tìm một nơi bí mật để giấu nó đây là bởi vì anh ta không phải nuôi ngọc bội bình thường ở chỗ này trước hết còn phải chuẩn bị rất nhiều cho nên nhất thời cũng không vội sau khi cất ngọc bội đi anh ta chỉ cảm thấy khắp người khô nóng thời tiết nóng đến mức khiến người hoảng hốt cho dù có dội hai gáo nước lạnh lên cũng không hết nóng vậy nên anh ta dứt khoát đi ra ngoài sân tắm rửa nước giếng lành lạnh cột rửa toàn thân cột rửa mồ hôi và mệt mỏi gió mát nhẹ thổi qua khiến người ta thoải mái khó tả anh ta cũng không lau khô nước trên người mà nằm trên chiếc ghế mây dưới mái hiên đùng đưa quạt lá hờ mắt nằm nghỉ chỉ một lúc sau đã chìm vào giấc ngủ mông lung khôn tử vốn mang họ hàn tổ tiên của anh ta kinh doanh đồ xa mặc dù lúc đó nhà họ hàn không phải là một gia đình giàu có nhưng cũng không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc đáng tiếc khi anh ta 10 tuổi cha anh ta đi theo ông ngoại ra ngoài làm ăn lớn lúc về quê bị bọn côn đồ theo dõi một đoàn hơn chục người đều bị bọn sơn tặc giết chết, để lại một đám người làm biếng, phụ nữ già yếu và trẻ em ở nhà này. Tục ngữ có câu, cây đổ bầy khỉ tan, trụ cột của gia tộc vừa chết đi, không bao lâu nhà họ Hàn sẽ phải diệt vong, gia sản bị người khác phân chia chiếm đoạt. hơn nữa mẹ Hàn khôn tử chỉ là thiếp, ở nhà cũng không có tiếng nói gì. Nhà họ Hàn chỉ để lại cho Hàn Khôn Tử và mẹ già của anh ta căn tứ hợp viện này May mắn là mẹ già của Hàn Khôn Tử vẫn còn một số tiền tiết kiệm, con đời chú ẩn này bà đã có thể sống một cuộc sống khá ổn định. Hai mẹ con nương tựa vào nhau hơn 10 năm, mấy năm trước, mẹ của Hàn Khôn Tử cũng qua đời vì bạo bệnh, khoản tiền dành dụm của gia đình cũng cạn dần. Người còn sống đều phải ăn cơm, nhưng anh ta đến tuổi này rồi mà cũng không có nghề nghiệp gì. May mắn khi còn bé đã uống rất nhiều thuốc bổ nên thân thể coi như cường tráng. Không thể làm gì khác hơn là đi làm một số công việc vất vả. Nhưng một người như anh ta làm sao có thể chịu cực khổ được chứ? Không làm được bao lâu đã nghỉ việc. Người ngoài gợi ý cho anh ta bán ngôi nhà này và dùng chút vốn đó bắt đầu một công việc kinh doanh nhỏ. Nhưng anh ta nhớ, ngôi nhà này là thứ cuối cùng mà mẹ của anh ta để lại. Mỗi ngóc ngách của ngôi nhà đều có lưu giữ những kỷ niệm của hai mẹ con nên có chút không đành lòng ngay khi anh ta còn đang do dự thì số phận của anh ta lại xoay chuyển một lần tình cờ người của thúy ngọc trai đã nhìn chúng anh ta sau khi nhờ người trong ngành xem mệnh cho anh ta xong thì mời anh ta làm người nuôi ngọc của thúy ngọc trai hàn khôn tử thầm nghĩ không cần vất vả dùng sức đã vậy tiền thưởng còn không ít quan trọng nhất là có thể giữ lại căn tứ hợp viện do mẹ để lại nên đã đồng ý với lão lưu. Mấy năm nay làm nghề nuôi ngọc không gặp tai họa gì, thu nhập cũng không tệ. Hàn Khôn Tử bắt đầu không thể tách rời cuộc sống như vậy, ít nhất thì anh ta sẽ không cần phải vì củi gạo dầu muối mà phiền lòng. Không biết đã qua bao lâu, Hàn Khôn Tử mới chậm chậm từ trên ghế mây ngồi dậy. Anh ta nghiêng đầu suy tư, trong mắt hiện lên một chút khó hiểu. Vừa rồi Hàn Khôn Tử có một giấc mộng rất kỳ quái. Trong mộng anh ta thất thần đi tới một ngọn núi. Anh ta nhớ rõ mình chưa từng tới nơi đó. Mà ở sâu trong núi rừng hình như có một thứ gì đó đang kêu gọi anh ta. Ngay khi Hàn Khôn Tử không biết nên làm gì thì bên tai đột nhiên truyền đến một loạt tiếng động lành lành đánh thức anh ta từ trong mộng tỉnh lại. Hàn Khôn tử lau mồ hôi trên trán, cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện không biết từ lúc nào, bọc tiền xu trong áo khoác của anh ta đã rơi ra, đồng tiền rơi rải rác lằn đầy đất. Cũng may là đang ở nhà mình, nếu không thì sẽ bị người khác nhặt mất. Nghĩ như vậy, Hàn Khôn tử vội vàng gom tiền đồng trên mặt đất vào một chỗ, sau khi đếm kỹ không thiếu đồng nào, anh ta mới thật cẩn thận cất vào trong hạ bao. Đây là tiền sinh hoạt nửa năm, nếu làm mất thì sẽ phải nhịn đói. Làm xong những việc này rồi, đầu óc đã tỉnh táo hơn rất nhiều, Hàn Khôn Tử chuẩn bị ngẩng đầu lên nhìn trời, thấy sắc trời u ám, nghĩ còn có một số thứ cần phải chuẩn bị, sau khi anh ta đi kiểm tra xong hết mọi thứ rồi mới đi ra cửa. Chỉ là anh ta không biết, sau khi anh ta vừa rời đi không lâu, nơi cất giấu ngọc bội Đột nhiên lóe lên một luồng sáng đỏ không thể nhận ra, cũng chỉ là thoáng qua rồi biến mất, như vốn không có chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến sau khi mặt trời lặn, Hàn khuôn Tử mới chậm chậm trở về, một tay cầm nến thơm, một tay kia cầm bầu rượu. Sau khi cất nến thơm đi, anh ta ngồi ngoài hiên uống rượu, dáng vẻ rất thoải mái, nhưng thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn trời, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Khi bên ngoài trời vang lên tiếng động lớn hơn, đã đến giờ tí, Hàn Khôn Tử mới giật mình đứng dậy. Tuy bước chân hơi loạn trọng, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Anh ta lấy một cái hương án phủ đầy bụi từ trong nhà ra, đặt ở góc đông bắc của sân sau. Sau đó đặt lư hương và nến thơm ngay ngắn trên hương án. Cuối cùng là tìm cái mặt dây chuyền ngọc bích được giấu kỹ trước đó, rồi đặt ở giữa hương án ánh trăng lạnh lẽo từ trên trời chiếu xuống phản chiếu khoảng sân sáng sủa ngọc bội trong hộp gấm dường như cũng không cam chịu tịnh mịch mà tỏa ra một chùm ánh sáng mờ hồ ánh sáng trắng đỏ đàn xen có chút thần bí mê hoặc làm cho người ta nhìn đến tâm trí mê muội cũng may hàn khôn tử nhớ vẫn còn việc lớn phải làm cũng không chậm trễ bao lâu sau khi thắp ba nén nhang thì cuối người lại ba cái trước mặt ngọc bội, mơ hồ lầm bầm gì đó. Cuối cùng anh ta cắm hương và lư hương, sau đó ngẩng đầu lên nhìn một hồi, nhìn ba làn khói xanh giống như sợi tơ bay thẳng lên trời. Trên mặt hàn khôn tử, cuối cùng cũng lộ ra vẻ vui mừng. Việc mà hàn khôn tử đang làm được gọi là thờ ngọc. Người nuôi ngọc nào cũng phải bái lại một lần trước khi đeo, đặc biệt là người nuôi ngọc như hàn khôn tử đặc biệt chú ý điều này. Vì ngọc là tinh hoa của đất, sinh ra đã có linh khí, huống chi là ngọc đã có chủ. Hơn nữa vật này là đồ bồi táng, nhất định chủ nhân lúc còn sống rất yêu thích, giữ ở bên mình nhiều năm. Khối ngọc cũng chứa đựng hơi thở của chủ nhân. Người nuôi ngọc làm như vậy cũng giống như chào hỏi chủ nhân. Ba làn khói thẳng lên, biểu thị sự cho phép. Lúc này người nuôi ngọc mới dám đeo ngọc bội lên người nếu không thì cho dù trả giá cao đến đâu cũng phải lùi về dẫu sao thì mạng nhỏ cũng quan trọng hơn tiền bạc trong quá trình thờ ngọc không có xảy ra sai sót gì hàn khôn tử thở vào một hơi nhẹ nhõm tâm trạng liên tục bị đè nén sau khi lấy được ngọc cuối cùng cũng được giải tỏa anh ta chắp tay lại ngọc bội vài cái lúc này mới lấy ngọc bội từ trong hộp gấm ra đeo lên cổ để nó dán vào ngực không ngờ ngay khi thứ này vừa chạm vào da thịt anh ta một cảm giác mát lạnh khó hiểu đột nhiên từ trong ngọc bộc phát ra sau đó làn khắp tứ chi xương cốt anh ta hàn khôn tử theo bản năng chè ngược lại lúc này mới ý thức được luồng khí lạnh này không hề khiến cho người ta khiếp sợ chỉ giống như lông châu nhỏ châm nhẹ vào kích thích da thịt đặc biệt là trong đêm hè oi bức này cảm giác hơi mát lạnh rất dễ chịu đây thật đúng là một thứ tốt. Hàn Khôn Tử nhẹ nhõm nói, nuôi Ngọc nhiều năm như vậy, anh ta vẫn có chút kiến thức về Ngọc. Ngẫm lại, khối Ngọc này hẳn là Hàn Ngọc cực phẩm trong truyền thuyết. Ngọc tốt như vậy, sau khi nuôi tốt, thì mình sẽ xin lưu trưởng quỹ thêm một chút tiền thưởng. Anh ta nghĩ đến đây, đang định thu dọn hương án, thì lại phát hiện hai cây nến đang cháy tốt trên hương án đã lặng lẽ bị dập tắt từ lúc nào ba nén hương trong lư hương cũng nghiêng về một bên. Hàn khôn tử vội đưa tay nán lại, nhưng vừa buông ra, hai nén hương đã gãy từ giữa rồi rơi xuống hương án. Như thể có người ở giữa bẻ gãy chúng vậy. Cuối cùng trong lư hương, chỉ còn sót lại một nén hương lẻ loi trời trọi. Hàn khôn tử nhìn mọi thứ trước mắt, hít vào một hơi, trên trán cũng nhiều thêm một tầng mồ hôi lạnh. Trong giới nuôi ngọc có câu nói, nếu như trong quá trình bái ngọc gặp điều gì đó lạ hoặc là nhang kéo không quá bà thước, vậy thì nhất định là ngọc này có vấn đề hoặc là chủ cũ còn luyến tiếc vật này không chịu buông tay. Viên ngọc này nhất định phải được trả lại, tìm những người có duyên khác để nuôi, nếu không chủ nhân cũ của viên ngọc sẽ theo sát bạn như âm hồn không tan. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay có chút kỳ quái. Ngọc đã đeo lên người thì chứng tỏ việc bái Ngọc đã kết thúc. Nhưng cuối cùng lại xảy ra tình huống như vậy, nên giải quyết như thế nào đây? Tất nhiên nếu bạn là một người nuôi Ngọc lớn tuổi, thì chắc chắn sẽ không muốn liều mạng nhận đơn làm ăn này, mà ngược lại trả khối Ngọc này về. Nhưng hạn khôn tử thì khác. Anh ta đang ở độ tuổi đầy nhiệt huyết, còn bán tin bán nghi về quỷ thần. Hơn nữa những lời nói trước đó của Lão Lưu cộng thêm sự cám dỗ của khoản tiền thưởng cách xù, anh ta cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Hàn khôn tử vội vàng thu dọn hương án, lẩm bẩm Thời đại này không có tiền mới sống không nổi đấy. Làm sao có thể kiếm được nhiều như vậy? Quỷ thần cái gì? Cũng không thấy bọn họ cho tôi chút tiền tiêu vặt. Nói xong Hàn khôn tử cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lại nghĩ tới tiền sắp tới tay mà vui mừng bỏ qua tất cả. Còn người là thế, trước mặt cám dỗ cả niềm tin lẫn nỗi sợ hãi đều phải đứng qua một bên. May mắn là trong khoảng thời gian tới không có việc gì làm, công việc nuôi ngọc tương đối thoải mái, ngoại trừ mỗi sáng sớm phải lau chùi ngọc ra thì bình thường chỉ cần cẩn thận đừng để va chạm đến là không có việc gì khác. Hơn nữa ngọc không thể rời thân, phải dùng cơ thể sưởi ấm ngày đêm. Một khối ngọc nhanh thì nửa năm, chậm thì 8 9 tháng là có thể nuôi xong trong khoảng thời gian này làm gì cũng được đến lúc đó lại quay lại tiệm đồ ngọc giao hàng rồi lấy tiền chờ đơn hàng tiếp theo rất đơn giản nhưng hàn khôn tử là người không thể ngồi yên đương nhiên sẽ không ở nhà cả ngày chỉ cần thời tiết không quá nóng thì anh ta thích ra ngoài đi dạo hoặc là đi chợ xem xiếc hoặc là đến quán trà uống trà nghe đọc sách ngẫu nhiên cược chút tiền nhỏ với mấy người bạn ngày tháng nhàn nhã trôi qua. Hơn nữa anh ta còn đang giữ tiền công nuôi Ngọc lần trước. Ở thời đại đó, nửa sâu tiền được coi là tài sản lớn với người bình thường. Hàn khôn tử đang độc thân, lại càng sống ung dung thảnh thơi hơn. Hôm nay, tuy ánh nắng vẫn còn gay gắt như cũ, nhưng thỉnh thoảng vẫn có cơn gió nhẹ thổi qua, Rồi đi cây nắng còn sót lại của mùa hè, cũng coi như mát mẻ hàn khôn tử ngâm nga một bài hát nhỏ đi lang thang trên phố trong mắt người lạ anh ta không khác gì những kẻ lưu manh khác hàn khôn tử không sợ bị người khác làm khó tuy không có tiền không có địa vị nhưng dù sao anh ta cũng là người nuôi ngọc của tiệm ngọc nhà họ vương trên mảnh đất này không có ai dám chống lại nhà họ vương cả trên đường đi đến quán trà anh ta đi ngang qua một con hẻm chỉ cảm thấy ngọc bội ở trước ngực truyền đến cảm giác mát lạnh nhưng không hề khó chịu mà ngược lại rất thoải mái. Sau khi đeo nó nhiều ngày, Hàn Khôn Tử đã hiểu ra phần nào tính cách của miếng ngọc này, thỉnh thoảng nó sẽ tỏa ra luồng khí mát lạnh, khiến cho con người cảm thấy sảng khoái trong cái thời tiết nắng nóng này. Lúc này anh ta không khỏi cảm thán, thật là một bảo bối quý giá, đeo lâu ngày mới nhận ra vẻ đẹp của nó, thật sự không nỡ chia tay nhưng vào lúc này trước mắt anh ta tựa hồ có thứ gì đó lấp lóe khiến anh ta phải nheo mắt lại hàn khôn tử tìm kiếm xung quanh cuối cùng phát hiện ở trong góc cách đó không xa có một vật nhỏ sáng lấp lánh tiến lại gần nhìn một cái thì ra là một cái châm cải tóc đầu châm chôn dưới đất nếu như không phải anh ta đi vào ngõ hẻm mà ánh nắng nghiêng về phía này phản chiếu ánh sáng đến mắt thì cũng khó có thể nhìn thấy Lúc này anh ta cũng không nghĩ nhiều, lập tức đào ra, giấu vào trong tay áo. Sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra, mà cứ thế đi ra ngoài. Sau khi tìm kiếm một nơi hẻo lánh xung quanh không có ai, Hàn Khôn Tử cẩn thận nhìn ngắm chiếc châm cài vừa lấy được. Đó là một chiếc châm cài tương đối bình thường, thân mỏng và dài, trên đầu có hoa văn hoa mai, giống như những thứ phụ nữ bình thường hay đeo trên đầu. Điều này khiến hàn khôn tử hơi thất vọng. Cụ mày nó làm bằng bạc nguyên chất, nếu dùng tay ước lượng, chắc cũng chừng hài lạ. Với trọng lượng này, thì nó cũng đáng giá một số tiền nhỏ. Hàn khôn tử cầm thứ này trong tay, không đến quán trả nữa, mà làm như không có việc gì, đi dạo phố một vòng. Cuối cùng tiến vào một tiệm cầm đồ. Lúc này đã là giữa trưa, trong tiệm cầm đồ không có khách hàng nào khác. Sau quầy hàng gỗ, một nhân viên trung niên đang buồn ngủ mơ màng, chống tay lên mặt quầy. Hàn khôn tử gõ lên mặt bàn, nhân viên này mới tỉnh lại. Thấy là người quen thì cười nói. Thì ra là thiếu gia nhà họ Hàn. Đã lâu không thấy cậu ghé thăm nhà. Làm sao? Lại đào được dương đố cất giữ của mẹ cậu rồi à? Hàn khôn tử cười khẩy không trả lời. Kể từ khi nhà họ Hàn diệt vong, anh ta đã nghe rất nhiều lời châm chọc như vậy. Con người là như vậy, khi có quyền thì nịnh bợ bạn, khi bạn xa sút thì cười nhạo bạn. Kể từ khi mẹ anh ta qua đời, hầu hết đồ đạc trong nhà đều đổ vào cửa tiệm cầm đồ này. Mỗi lần anh ta đến đây, đều bị nhân viên ở đây chế giễu là thiếu già dài, thiếu già ngắn. Không sao cả, cụm mày cái giá mà họ đưa ra cũng hợp lý, những lời mỉa mai đó chỉ như gió thoảng bên tai. Hàn khôn tử không thèm tranh cãi với loại người này, đập chiếc châm bạc xuống bàn, nói Đừng nói những thứ vô dụng đó nữa, xem hạc đi. Khóe miệng người đàn ông trung niên giật giật, ông ta cầm chiếc châm bạc lên, nhìn một lúc rồi quay đầu nói Cây châm cải nát này nửa sâu tiền, không biết ý của thiếu gia nhà họ Hàn thế nào. Thêm chút đi. Thêm chút gì? Thêm hai mươi xu nữa thôi. Hàn khôn tử âm thầm gật đầu, dù sao cũng là đồ anh ta nhặt được giá cả cũng có thể chấp nhận anh ta lấy tiền xong thì vội vã rời đi cũng không đợi làm xong thủ tục cứ như vậy dễ dàng kiếm được một khoản tiền nhỏ trong lòng hàng khôn tử vui vẻ không thôi anh ta lang thang khắp phố hết nửa ngày mãi cho đến khi mặt trời ngả về tây rồi lúc này anh ta mới vác hai vỏ rượu lại mua nửa con gà béo chỉ mới xài hết một nửa vừa đi về nhà vừa ngâm nga tiểu khúc vừa uống rượu ngược lại rất thích ý sau khi rượu vào bụng hơn nữa cộng thêm tâm trạng vui vẻ anh ta nhanh chóng say đến mức miệng lệch mắt siêu trong lúc không tỉnh táo bên tai truyền đến một tiếng động nhỏ anh ta tìm kiếm theo tiếng động kia thì thấy trước mặt có một vật màu trắng lay động khi bóng dáng màu trắng tới gần anh ta có thể mơ hồ nhìn thấy đó là một người phụ nữ mặc đồ trắng ánh trăng chiếu nghiêng trên người cô ta như thể phủ lên người cô ta một tầng vải sa bạc giống như quan âm bằng ngọc trắng được cung phục trên bàn thờ trông mông lung lại kèm theo cảm giác thần bí không được phép mạo phạm hàn khôn tử ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt anh ta mở to hai mắt muốn nhìn rõ mặt nhưng người phụ nữ kia cứ như trong mây mù anh ta không nhìn rõ lắm dáng người yểu điệu của cô cho dù hàn khôn tử có nhìn không rõ thì vẫn có thể liên tưởng đến bốn chữ giai nhân tuyệt thế người phụ nữ từ từ đi tới mỗi cử động của cô ấy đều lộ ra một khí chất đặc biệt vừa có vẻ điềm tĩnh và tĩnh lặng của một tiểu thư khuê cát lại vừa có vẻ dịu dàng của viên ngọc quý trong gia đình bình thường khiến hàn khôn tử nhìn đến tâm thần hốt hoảng khi cô ấy đi tới trước mặt chỉ còn cách hàn khôn tử ba bước thì đột nhiên dừng lại nhẹ nhàng giơ bàn tay ngọc lên lòng bàn tay hướng lên trên đưa tới trước mặt hàn khôn tử hàn khôn tử vội chuyển ánh mắt nhìn tới trên tay cô ấy nhưng lại phát hiện trong lòng bàn tay cô ấy đang đặt một khối ngọc bội nửa đỏ nửa trắng là khối ngọc bội mà anh ta chưa bao giờ để rời khỏi người đó hạn khôn tử thầm run lên theo bản năng đưa tay sờ vào cổ áo phát hiện trên ngực vẫn còn đang đeo miếng ngọc bội kia mới yên lòng lại ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ ánh mắt dán vào trên chiếc châm cài tóc màu bạc rất bình thường trên đỉnh đầu của cô ấy châm cài trên đầu có hòa văn hòa mai cùng lúc đó trong bóng tối truyền đến một giọng nữ trẻ tuổi nói với anh ta Cẩn thận Cẩn thận cái gì? Hàn khôn tử hơi sừng sốt Chỉ cảm thấy giọng nói mềm mại Truyền đến bên tai Có vẻ rất cổ quái Đặc biệt là trong màn đêm yên tĩnh Ở nơi này Đột nhiên sinh ra một ý tưởng kỳ dị Nghe đến lưng hàn khôn tử tê cứng À Hàn khôn đột nhiên nhảy dựng lên Chỉ nghe một hồi tiếng động vang lên rượu trên bàn bị đổ ra khắp sàn một loạt tiếng động này đúng lúc đã đánh thức hàn khôn tử anh ta nhìn xung quanh một hồi rồi mới hít sâu một hơi nhẹ nhõm nói thì ra là nằm mơ người phụ nữ kia là ai nhỉ lúc này hàn khôn tử cũng xoa cằm tự giễu cợt nói đã đến lúc tìm vợ rồi ngôi nhà này bị bỏ hoàng đã lâu và rồi giấc mơ ấy cũng bị hàn khôn tử lãng quên Kể từ khi nhặt được chiếc châm cài tóc bằng bạc và kiếm được một khoản tiền nhỏ, dường như Hàn Khôn Tử gặp được nhiều may mắn hơn. Trong vài ngày sau đó, anh ta luôn có thể nhận được một số may mắn, chẳng hạn như khi anh ta đến quán ăn tối thì anh ta sẽ gặp được quan lớn bao hết cả nhà hàng, đánh bạc với bạn bè luôn đại sát tứ phương, lang thang ngoài đường cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Quá trình này hoàn toàn giống như nhặt được châm cài tóc bạc ngày đó. Điều này khiến hạn khôn tử cảm thấy cuộc đời vô thường. Nhưng khi đã quen với những điều may mắn ở xung quanh mình, thì anh ta lại phát hiện ra một bí mật không muốn người biết. Có lẽ vận may là do miếng ngọc bội đó mang đến cho anh ta. Lý do rất đơn giản. Mỗi khi muốn cầu may, thì miếng ngọc bội đó sẽ luôn tỏa ra hơi mát như kim châm vào da thịt. Rồi ngay sau đó, vận may sẽ đến. Nguyên nhân của việc này mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng thế gian làm sao có thể giải thích rõ ràng chuyện đó được. Ngọc trời sinh có linh tính, nếu nói là linh vật vượng chủ đã có từ xa xưa, như vậy thì miếng ngọc này có thể thật sự là đá quý vượng chủ. Vì vậy Hàn Khôn Tử lại càng hết sức cẩn thận, chăm sóc miếng ngọc quý này vì sợ làm tổn thương linh vật. Trong nháy mắt, mấy tháng đã trôi qua, mặc dù may mắn lần lượt đến không thể khiến hàn khôn tử trở nên giàu có nhưng nó đã thay đổi cuộc đời anh ta rất nhiều những người biết rõ về anh đều không biết bí ẩn của việc này chỉ cho rằng hàn khôn tử lại bán gì vật cũ của mẹ vừa ước ao vừa đố kỵ bề ngoài thì vẫn hòa nhã nhưng trong lòng luôn khinh thường mắng phải câu bại giả tử đương nhiên hàn khôn tử sẽ không nói ra bí mật của khối ngọc những ngày này thà kiếm tiền trong im lặng còn hơn bất cứ điều gì khác. Đôi khi con người ta chính là như vậy, chỉ vì lợi ích trước mắt mà bỏ qua việc liệu đằng sau những lợi ích đó có tiềm ẩn những hiểm họa gì hay không. Đến khi lún sâu vào vũng bùn rồi, mới phát hiện ra thì đã quá muộn. Kết thúc tập truyện ngày hôm nay, cảm ơn mọi người đã cùng Trang đã quan tâm theo dõi liệu rằng đằng sau những may mắn mà khối ngọc bội này mang đến là những tai họa ngầm ẩn chứa nào? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ngày này, Hàn Khôn Tử như thường lệ đến quán trà từ rất sớm, gọi một chén trà, vừa ăn hạt dưa, vừa nghe chuyện đọc sách. Con người ở thời đại này, đặc biệt là những người như Hàn Khôn Tử, ngày thường đều không có nhiều hoạt động giải trí, họ có thể cùng bạn bè đánh bạc kiếm một món tiền nhỏ, tán gẫu cười đùa hoặc đi dạo phố, thậm chí có thể xem xét gánh xiếc dòng ngoài chợ. Nếu may mắn thì bạn có thể bắt gặp một gia đình giàu có, mời một đoàn kinh kịch đến hát vài ngày. Không chỉ được nghe kịch ké mà còn được ăn cơm trắng ngon lành. Ngoài ra hầu hết họ đều giết thời gian bằng cách nghe đọc sách trong quán trà, bởi vì đây là cách tiết kiệm nhất Gọi một chén trà, có thể ngồi kéo dài cả ngày. Hơn nữa Hàn Khôn Tử có bảo ngọc trong người, vì vậy thỉnh thoảng anh ta có thể gặp một số chuyện tốt. Anh ta ngồi được ước chừng nửa canh giờ thì có một thanh niên sắc mặt vàng vọt từ cửa đi vào. Sau khi nhìn quanh quán trà một hồi thì đi thẳng đến bên cạnh Hàn Khôn Tử ngồi xuống. Hàn Khôn Tử đang nghe đến mê mẩn, thấy có người đi tới thì theo bản năng nhìn lại phát hiện người này rất quen mắt người thanh niên này tên là hoàng tam nhi anh ta không phải họ hoàng nhưng anh ta bị bệnh vàng da bẩm sinh cả người vàng như ngâm thuốc nhuộm anh ta hiện có hai người chị gái thật vất vả mới có đứa còn đích tôn nên cha mẹ luôn trông cậy vào anh ta kéo dài hương khói tự nhiên lại đưa anh ta đi chữa bệnh khắp nơi thầy thuốc cũng nói đứa nhỏ này không sống được bao lâu tốt nhất phải mau chóng xử lý chuyện tàng lễ lại nói tên nhóc này cũng coi như mệnh tiện diêm vương không thu anh ta nữa ngay khi bố mẹ anh ta đang bó tay trời chết thì không ngờ lại gặp được bác sĩ người nước ngoài luôn nói đứa nhóc này có thể cứu được thế nên bố mẹ anh ta không thể làm gì khác hơn là ôm giữ ý niệm chữa ngựa chết thành ngựa sống nói cũng lạ bác sĩ nước ngoài tiêm cho anh ta mấy mũi sau đó kề mấy viên thuốc màu trắng không bao lâu sau anh ta đã khỏi bệnh tuy nhiên làn da màu vàng của anh ta không thể biến mất anh ta là con thứ ba vậy nên anh ta có biệt danh là hoàng tam nhi và vì căn bệnh hiểm nghèo đó cha mẹ của hoàng tam nhi đương nhiên cưng chiều anh ta hết mực lâu dần anh ta sinh ra thói lười biếng chẳng qua anh ta đối đãi với bạn bè cũng không tệ lại hợp khẩu vị của hàn khôn tử Hàn khôn tử gõ bàn, gọi người hầu trà. Lại đây, pha một chung trà thơm. Nói xong anh ta lấy ra hai đồng xu ném lên bàn. Hoàng Tam Nhi mỉm cười nói. Anh Hà luôn rất hào phóng. Hàn khôn tử thản nhiên cười cười. Chuyện nhỏ. Hoàng Tam Nhi, cậu bám theo tìm tay tôi, có phải lại ngứa tay hay không? Anh ta vừa nói, vừa làm động tác tung xúc xắc. Lúc này trà đã được bưng lên, hoàng tam nhi không sợ nóng bưng chung trả lên hớp một nửa cuối cùng thở ra một hơi cười nói với hàn khôn tử anh hàn hiện tại anh đang có rất nhiều tiền tôi đây làm sao dám đánh cược với anh chứ hàn khôn tử gật đầu những gì hoàng tam nhi nói đều rất đúng kể từ khi anh ta đeo bảo ngọc anh ta luôn thắng mọi canh bạc những người bạn đánh bạc với anh ta gần đây rất ít khi đến gặp anh ta điều đó thực sự nhàm chán vậy nên hàn khôn tử mới nói với hoàng tam nhi vậy thì cứ nghe đọc sách với anh đây đi buổi trưa mời cậu uống rượu vậy được hoàng tam nhi mỉm cười khi nghe nói có rượu uống vào buổi trưa một ngụm uống cạn nửa bát trà còn lại cho đến khi chỉ còn lại lá trà sau đó vỗ bàn và gọi to để người hầu trà tiếp nước hai người nghe sách một hồi hàn khôn tử nghe rất vui vẻ nhưng hoàng tam nhi lại có vẻ không hứng thú giống như có điều muốn nói với Hàn Khôn Tử, rồi lại không nói ra được. Anh ta ngồi đó nhìn xung quanh, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy bất an. Hành động của anh ta khiến Hàn Khôn Tử quan tâm hỏi. Tiền nhóc nhà cậu, đang mãi ghế đấy à? Um, thực ra, um, tôi tới đây là có chuyện muốn nói với anh. Hàn Khôn Tử cười nói, tôi đã sớm thấy cậu rất lạ rồi. Nói đi, Ừ, thật ra là thế này mấy ngày nay tôi đều nghĩ cứ nhàn rỗi như vậy cũng không phải ý kiến hay ta phải tìm việc gì đó để kiếm sống anh nói có đúng không <laughs> này cậu giác ngộ từ lúc nào vậy cậu nên tìm việc gì đó làm đi yên tâm chuyện này cứ giao cho anh ngày mai tôi giới thiệu cậu đến tiệm ngọc nhà họ Vương làm giúp việc tôi còn có thể nói chuyện với Lưu trưởng quỹ à ấy, ý của tôi không phải như vậy hàn khôn tử còn chưa nói xong hoàng tam nhi đã ngắt lời anh ta kiếm được hai đồng tiền lẻ này mệt chết đi được không có ý nghĩa hàn khôn tử cười lạnh nói vậy chứ cậu muốn như thế nào những năm này loạn lạc trong tay có mấy khẩu súng mà cũng dám kéo đội đi chiếm địa bàn kết quả như thế nào sơ ý một chút thì chết như thế nào cũng không biết may mắn là chỗ chúng ta núi cao hoàng đế thì lại xa uống trà nghe sách ở đây đã rất tốt rồi hoàng tam nhi đừng trách anh đây nói lời phũ chúng ta đều không phải kẻ có thể làm giàu hoàng tam nhi bị lời của hàn khôn tử làm kích động đến mức đỏ mặt không phục nói không thể phát tài lớn được nhưng số tiền nhỏ luôn có thể mò được mà anh hàn anh là người đã thấy qua việc đời bây giờ lại sống thế này anh có cam tâm không được rồi xa thì không nói em đã lớn đến từng tuổi này rồi mà vẫn lẻ bóng một mình ngay cả một người làm ấm chăn cũng không có vì cái gì còn không phải là bởi vì nghèo sao không ai để ý đến chúng ta anh hàn anh nói thật với em đi chẳng lẽ anh không nghĩ tới chuyện này sao những lời của hoàng tam nhi đã đánh trúng tim đen của hàn khôn tử xét về ngoại hình hàn khôn tử không tệ nhưng tại sao anh ta không thể cưới được vợ ở tuổi này còn không phải vì anh ta không có tiền đó sao Tuy rằng người nuôi Ngọc có thể kiếm sống đàng hoàng, anh ta tự nuôi bản thân đã là quá đủ, nhưng còn lâu mới đủ nuôi vợ con. Hơn nữa, anh ta đã quen sống một mình nên không tiết kiệm được. Trong tay lại không có bao nhiêu tiền tiết kiệm, của hồi môn còn không có, chứ đừng nói đến chuyện khác. Thấy Hàn Khôn Tử đã động lòng, Hoàng Tam Nhi mới giật giật ống tay áo anh ta, trầm giọng nói. Nói thật với anh, em thật sự có biện pháp kiếm tiền nhưng còn phải xem ý của anh. Nói nghe một chút đi. Hoàng Tam Nhi cười thần bí, chỉ về phía Tây, chỉ nói sáu từ, Phú Quý Phường, Hẹp Nguyệt Nhi. Hàn Khôn Tử vừa nghe anh ta nói như vậy, hai hàng lông mày lập tức nhíu chặt lại với nhau. Phú Quý Phường ở thành Tây là một ổ tiền nổi tiếng, ăn uống chơi gái, cá cược, mọi thứ đều đủ. Mà Hẹp Nguyệt Nhi nổi tiếng nhất chính là sòng bạc. Xa không nói, ông chủ của cửa hàng ngọc nhà họ vương cũng có mấy phần sản nghiệp ở chỗ đó hàn hôn tử nhìn thẳng vào hoàng tam nhi thầm nghĩ thằng nhóc này nhất định là người nghèo lắm rồi nên suy nghĩ mới bị méo mó đi hoàng tam nhi như đoán được hàn khôn tử đang nghĩ gì cười nói anh hàn yên tâm tôi không dám liều ở ngõ nguyệt nhi đâu anh không biết sao trong thời gian này tên tuổi của anh đã truyền ra khắp khu vực này rồi tôi nào có tiếng tăm gì đâu. Ê, sao có thể thế chứ? Hoàng Tam Nhi lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Tụi em tận mắt thấy, lần nào anh đánh cược cũng thắng. Cái này còn không phải là thật sao? Nhưng anh chưa từng thấy sòng bạc, anh chỉ chơi một số tiền nhỏ với tụi em. Em dám nói anh tuyệt đối là cao thủ vô song. Anh thấy em phân tích có đúng không? <laughs> Cái này <ấy> hả? <laughs> hàn khôn tử che giấu cười cười theo bản năng sờ lên khối ngọc bội trong ngực thầm nghĩ bí mật về bảo ngọc nhất định không được để cho người khác biết hoàng tam nhi vỗ bàn kích động nói em nói đúng rồi anh à anh cũng đừng giấu nghề nữa anh có bản lĩnh tốt như vậy nếu anh tùy tiện đi lại trong hẻm nguyệt nhi thì còn sợ không phát tài sao hàn khôn tử cuối cùng cũng hiểu ý của hoàng tam nhi thì ra Hoàng Tan Nhi cho rằng anh ta giỏi cờ bạc, nhưng anh ta không biết rằng tất cả đều là do Bảo Ngọc vượng chủ, không biết bí mật của Bảo Ngọc. Vì vậy Hàn Khôn Tử mới đổi chủ đề, nói Vậy thì chuyện này có lợi gì cho cậu? Hoàng Tan Nhi cười nói Thật ra em vẫn có chút tâm tư, muốn mời anh đến hẻm Nguyệt Nhi. Anh ăn thịt thì em cũng sẽ uống một ngụm canh, anh nghĩ sao? Hàn Khôn Tử suy nghĩ một lúc cảm thấy những lời của Hoàng Tam Nhi nói không phải là không có lý. Anh ta biết rõ công việc của mình, với tài đánh bạc của mình. Chơi với bạn bè ít tiền cũng không sao, tiền đánh bạc ít ỏi của anh ta không chịu nổi đến dòng bạc. Nhưng hiện tại thì khác, có bảo ngọc trong người nên chắc là không có vấn đề gì. Hơn nữa anh ta đã quen với cuộc sống hiện tại. Có đôi khi anh ta luôn cho rằng viên ngọc bội này nuôi tốt sẽ có ngày trả lại. Đến lúc đó, nếu vận may này biến mất, thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Cho nên tốt hơn hết là tận dụng nó ngay bây giờ. Thực sự có thể kiếm được rất nhiều tiền rồi đấy. Hàn khôn tử nghĩ đến đây chỉ cảm thấy vô cùng phấn khích, tay chân khẽ run nhưng ngẫm lại. Vận may là thứ gì đó vô hình, làm sao có thể dễ dàng kiếm bộ tiền từ việc này. Thế là anh ta lại nhục trí. Hoàng Tam Nhi nhìn vẻ mặt không chắc chắn của anh ta, lên tiếng khuyên bảo Anh Hàn Em biết anh sợ người khác nhìn ra bí quyết Nhưng chỉ cần chúng ta biết tiến lui Đừng quá tham lam Thì chỉ cần lấy một số tiền nhỏ Từ kẽ tay của những người đàn ông giàu có lớn đó Cũng sẽ không ai để ý đâu <laughs> Anh cũng biết gì hai của em là bà mối rồi Chỉ cần có tiền Em dám cam đoan Qua năm mới chúng ta đều có thể cưới một cô vợ xinh đẹp và trong sạch câu nói cuối cùng của Hoàng Tam Nhi khiến Hàn Khôn Tử nổi hứng thú, lời đã nói đến tận đáy, dù sao anh ta cũng nên thử, nếu thắng thì lời, thua thì coi như lấy tiền mua bài học. Nghĩ thông suốt điều này, anh ta đã không còn lo lắng gì nữa, tùy tiện ném mấy đồng xu lên trên bàn, hùng hổ nói, "Dẫn đường." Rồi bước ra khỏi quán trà. Đáng tiếc, anh ta không phát hiện khi anh ta quay người đi, trên mặt Hoàng Tam Nhi bỗng hiện lên một nụ cười quỷ dị. Phú Quý Phường ở Thành Tây là một chỗ tiêu tiền có tiếng, trong đó dòng bạc ở hẻm Nguyệt Nhi là nổi tiếng nhất. Khi vào hẻm Nguyệt Nhi, bạn chỉ có thể nhìn thấy mọi người nối nhau mà đi. Bên tài thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng là hét và uống rượu, vô cùng náo nhiệt. Hàn khôn tử chưa từng tới nơi này, nên không biết ngõ ngách bên trong nhưng hoàng tam nhi lại rất quen thuộc với nơi này tự do như cá gặp nước vậy anh ta dẫn hàn khôn tử đi tới trước một cửa sòng bạc tên là vạn quý sau đó dừng lại nhỏ giọng nói với hàn khôn tử anh hàn em đã đến sòng bạc này mấy lần rồi nước không sâu lắm vừa vặn có thể vớt một ít anh đi vào xem một chút trước đổi tiền xong em sẽ tới tìm anh hàn khôn tử gật đầu cởi hà bao ném cho hoàng tam nhi Hoàng Tam Nhi cũng lấy hạ bao của mình ra, chia một phần rồi bước vào sòng bạc. Cờ bạc có thể nói là muôn hình vạn trạng, từ xúc sắc, bài tây, bài hoa, mạt trượt cho đến trọi chó, trọi gà, quay đậu, đoán thần, vân vân. Có thể nói bất cứ thứ gì rơi vào tay con bạc đều có thể trở thành công cụ cờ bạc. Những con nghiện cờ bạc có thể thắng hoặc thua chỉ bằng cách giật một vài lá trà. Tất nhiên sòng bạc vạn quý này không lớn khách cũng là những người có địa vị như hàn khôn tử vì vậy không thể có nhiều mánh khóe như vậy trong căn phòng nhỏ này có vài chiếc bàn dài mỗi bàn khoảng 20 hoặc 30 người vây quanh họ đánh bạc bằng khối quân bài cửu và những thứ tương tự hàn khôn tử quay đi quay lại một hồi khi đi ngang qua một cái bàn anh ta cảm thấy ngọc bội trên ngực đột nhiên truyền đến cảm giác mát lạnh hàn khôn tử thầm hết lớn một tiếng có cửa rồi lập tức dừng lại, nhìn cẩn thận. Bà này đánh bài hoa, có phần giống với bài giải hiện đại. Các giải bài giải được vẽ chân dung của các anh hùng lương sơn hoặc dương gia tướng, tương ứng với số điểm khác nhau, chẳng hạn như bài thiên, bài địa, mai tử 46, thần tài và những thứ tương tự. Trò chơi cũng rất đơn giản, mọi người thay phiên nhau đánh bài. Một nhà đánh bài, những người còn lại xin bài, ai là người đầu tiên góp bài trên tay mình thành một bộ thì được coi là cùng bài tức là anh ta thắng hoàng tam nhi mới nhìn hai lượt đã tìm tới nhét vào tay hàn khôn tử một nắm gậy đánh bạc bằng tre hàn khôn tử tiếc nuôi đếm vì anh ta có quá ít tiền đánh bạc để ngồi vào bàn anh ta chỉ có thể đánh bạc với người khác cái này gọi là mua mã nhưng cũng không kiếm được nhiều tiền số tiền lớn sẽ bị người thắng lấy đi nhưng như vậy cũng tốt, tất cả đều dựa vào vận may. Đây là điểm mạnh của anh ta, nhân tiện cũng có thể thử độ sâu cạn của cái bàn này. Sau khi đặt cược 7-8 ván bài, Hàn Khôn Tử dựa vào Bảo Ngọc mang đến vận khí, mỗi lần đều mua chúng bên thắng. Thẻ cược trong tay anh ta tự nhiên tích lũy càng ngày càng nhiều. Nói cũng lạ, từ đầu đến cuối mặt dây chuyền ngọc bội đều toát ra khí lạnh như thể nó sinh ra để dùng chân chiếu bạc vậy. Điều này làm cho Hàn Khôn tử hơi xúc động, lẽ ra anh ta nên tới đây từ lâu, nếu thắng được tiền cưới vợ thì biết đâu mùa xuân năm sau sẽ ôm được một thằng con mập mạp. Lúc này người thua cuộc đã chuyển sang một chiếc ghế trống, Hàn Khôn tử có đủ vốn đánh bạc ngồi vào bàn. Anh ta cũng không thỏa mãn với số tiền ít ỏi được chia từ người chiến thắng nên không nói tiếng nào ngồi xuống lần ngồi xuống này giống như cá gặp nước. Hàn Khôn Tử may mắn có thể lấy được những lá bài tốt. Còn Hoàng Tam Nhi, người đang giúp thu tiền thì mỉm cười toe toét, không cần phải nói kết quả. Trên chiếu bạc không có thời gian, bản thân Hàn Khôn Tử cũng không đếm được mình đã đánh bao nhiêu ván. Trước mặt càng ngày càng nhiều thẻ đánh bạc, tâm trạng cũng hưng phấn nhưng lại hoàn toàn không để ý đến mặt dây chuyền ngọc bội trên ngực anh ta một luồng khí mát lạnh đang không ngừng ăn mòn anh ta. Ý thức của anh ta lặng lẽ bị tước khỏi cơ thể. Thật đáng tiếc khi hàn khôn tử cứ mãi đắm chìm trong cám dỗ của sự giàu có mà không nhận ra những điều này. Nhưng vào lúc này, tựa hồ có một làn gió thơm thổi tới, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ khó hiểu. Hàn khôn tử chỉ cảm thấy quấy mắt có một bóng trắng xẻ qua theo bản năng quay đầu đi chỗ khác, lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc, chính là cô gái áo trắng. Cô gái áo trắng vẫn bị mây mù bao phủ, mơ hồ không thể nhìn rõ, trong ánh mắt tham lam của Hàn Khôn Tử. Cô ta chậm rãi đi về phía trước, cúi người, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, sau đó nhẹ giọng thì thầm bên tai anh ta, nói Ngọc tích, có quỷ. Có quỷ trong ngọc. Trong khoảnh khắc cảm giác ớn lạnh như một con rắn trơn trượt từ lưng hàn khôn tử bắn thẳng lên đỉnh đầu phun cái lưỡi đỏ tươi ra liếm ra đầu hàn khôn tử cảm thấy đầu mình nổ tung một tiếng anh ta vẫy tay bật dậy khỏi chỗ ngồi hết lên cùng lúc đó tầm mắt của anh ta trở nên rõ ràng trở lại tiếng huyền náo của sòng bạc lại truyền vào tai hàn khôn tử anh ta hoảng hốt nhìn những người xung quanh bọn họ đều dùng ánh mắt sững sờ nhìn anh ta cứ thử tưởng tượng mà xem nếu bạn đàn cá cược vui vẻ, con bạc phía đối diện bất ngờ vứt bài rồi nhảy dựng lên, nhảy múa là hết, thì bạn cũng sẽ có ánh mắt như vậy mà thôi. Anh Hàn, anh không sao chứ? Hoàng Tà Nhi kéo kéo ống tay áo của Hàn Khôn Tử lo lắng hỏi. Hai mắt Hàn Khôn Tử đỏ lên, túm lấy bả vai Hoàng Tà Nhi, quát. Hoàng Tà Nhi, vừa rồi cậu có nhìn thấy một cô gái áo trắng không? Nói cho tôi biết đi. Không, tôi không thấy hơn nữa trong sòng bạc này sao lại có phụ nữ được." Hoàng Tan Nhi rụt cổ, nhỏ giọng đáp, hiển nhiên là đã bị Hàn Khôn tử dọa sợ. "Thật sao?" Hàn Khôn tử hơi hoài nghi, Hoàng Tan Nhi gật đầu chắc chắn rồi quan tâm hỏi, "Anh Hàn, anh không sao chứ?" Hàn Khôn tử lắc đầu, có một số việc không thể chỉ dùng một miệng giải thích rõ ràng được. Lúc này những người đánh bạc cùng bàn rốt cục cũng hoàn hồn, đồng loạt kêu lên, Ván này tính thế nào?" Hàn Khôn Tử liếc nhìn đống thẻ hoa hỗn độn trên bàn, chắp tay với mọi người nói, "Thật xin lỗi, cái này là lỗi của tôi." Nói xong anh ta cầm một nắm thẻ đánh bạc lên, bất kể bao nhiêu, trực tiếp đặt chúng vào giữa bàn đánh bạc. Mọi người đều khá hài lòng với câu trả lời của anh ta, mỗi người đều lấy số thẻ cá cược tương ứng, vì vậy họ không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào. Mà Hàn Khôn Tử không muốn ở lại đây, nên đã vội vàng rời đi anh hàn anh chờ em một chút đảng thắng rất vui mà anh làm cái gì vậy sau khi hoàng tam nhi đổi số cá cược xong quay đầu lại thì thấy hàn khôn tử đã đi xa rồi vội vã chạy theo giữ cánh tay anh ta lại hỏi hàn khôn tử quay đầu chỉ thấy mặt anh ta tái nhợt nói với hoàng tam nhi hôm nay cứ như vậy đi sau này không được quay lại đây anh nói vậy là có ý gì nhìn xem hôm nay chúng ta thắng bao nhiêu chứ hoàng tam nhi nói rồi cầm rất nhiều xu nhét vào tay hàn khôn tử hàn khôn tử chỉ cảm thấy hai tay chữ xuống cúi đầu nhìn được lắm những đồng xu màu vàng và những đồng bạc trắng sáng chói khiến người khác đỏ mắt mê mẩn hàn khôn tử cũng sững sờ từ khi gia tộc bị diệt anh ta nào đã nhìn thấy nhiều tiền như vậy hơn nữa tiền đều là của mình làm sao không khiến người ta ngạc nhiên được chứ đồng thời hoàng tan nhi cũng nói anh hàn Chúng ta cứ tiếp tục như vậy đi, trong thời gian ngắn, thật sự sẽ giàu lên đó. Hoàng Khôn Tử gật đầu, không ngờ mới nửa ngày đã kiếm được nhiều tiền như vậy rồi. Tuy nhiên khi nhớ đến người phụ nữ mặc đồ trắng và bốn chữ trong ngọc có quỷ kia, anh ta lại ngập ngừng. Người anh em, không phải anh đây có tiền không kiếm, chỉ là... À, không nói nữa, tôi khuyên cậu cũng đừng tới đầy nữa, Hoàng Tam Nhi dường như đã hiểu lầm ý của Hàn Khôn Tử, đen mặt nói: "Anh Hàn, có chuyện gì vậy? Nếu hôm nay anh không nói cho em biết lý do vì sao thì em sẽ không bỏ qua đâu. Chẳng lẽ anh cho rằng một phần tiền như vậy chia làm đôi thì không thoải mái, muốn làm một mình sao? Nếu anh thừa nhận thì tuy em không có bản lĩnh như anh, nhưng em cũng biết tiến thối, tất nhiên sẽ không cản đường kiếm tiền của anh." Hoàng Tam Nhi nói xong thì phất tay muốn rời đi. Hàn Khôn Tử vội vàng kéo anh ta lại, giải thích. Người anh em, tôi đang ám chỉ cách kiếm tiền này. Sao tôi có thể làm chuyện đáng buồn thối nát như vậy được chứ? Chuyện này tôi sợ nói ra sẽ làm cậu sợ hãi. Kỳ thật... Nói đến đây, Hàn Khôn Tử lại hạ giọng nói. Kỳ thật, tôi vừa mới gặp quỷ. Có việc này sao? Còn không có sao, bằng không thì sao tôi lại đột nhiên giống như phát điên vậy chứ? tôi còn cảm thấy sau lưng ớn lạnh. Nghe lời tôi, về sau đừng tới nơi này nữa. Hàn Khôn Tử chỉ nói anh ta gặp quỷ, nhưng anh ta lại không nói ra sự thật ngoài việc không muốn tiết lộ bí mật về viên ngọc cho người khác. Thì bản thân anh ta cũng không tin viên ngọc quý vợ chủ này sẽ có liên quan đến quỷ. Sau khi Hoàng Tam Nhi nghe Hàn Khôn Tử giải thích, anh ta đột nhiên bật cười, vỗ vai Hàn Khôn Tử nói. Anh thật kỳ lạ, để em nói này, Sòng bạc nào ở hẻm Nguyệt Nhi mà không có chuyện lạ chứ Lấy sòng bạc vạn quý vừa rồi làm ví dụ Đó là ngũ quỷ vận tài cục Trên thực tế Bất kỳ sòng bạc nào cũng sẽ mời chuyên gia Thiết lập ván cục lấy chấn phong thủy này Tốt nhất là vạn bức cục Bức lấy chữ phúc nên tiền vào như nước Vị trí của sòng bạc vừa rồi không tốt Nên chỉ có thể đặt loại trận nhỏ Như ngũ quỷ vận tài cục này Anh một mạch đại sát ba phương Mà không thua đồng nào Giống như rảnh lấy thức ăn từ miệng của quỷ vậy. Đương nhiên có quỷ tiên không phục hiện thân tới đánh thức anh. Anh phải biết tiến thối chứ. Nhưng không ngờ lại hù anh sợ. Thế mà trước đó người em này lại không nghĩ tới. Em đúng là đáng đánh. Thật sao? Hàn khôn nghe xong thì ngẩn người. Lời nói của Hoàng Tam Nhi hình như có lý. Đã khiến cho nghi ngờ của anh ta giảm đi rất nhiều. Hoàng Tam Nhi vỗ ngực nói. Còn không phải sao? Chỉ cần về sau chúng ta biết cân đò đồng đếm, em đảm bảo tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Như vậy... Ê, anh đừng nghĩ nữa, chẳng lẽ anh còn chưa đủ nghèo sao? Em dám nói lấy tài đánh bạc của anh muốn làm nên sự nghiệp thật sự dễ như trở bàn tay. Em cũng biết anh là thế ngoại cao nhân, không muốn đẩy mình lên đầu sóng ngọn gió. Em không cầu phát tài nổi tiếng, chỉ cầu cơm áo không lo. Thắng đủ tiền đầu năm cưới một cô dâu bắt đầu công việc kinh doanh nhỏ và sống một cuộc sống tình cảm ấm áp với vợ con lẽ nào không hạnh phúc sao phải nói rằng những lời của hoàng tam nhi rất mê hoặc nghe những gì anh ta nói nỗi nghi ngờ cuối cùng của hàn khôn tử cũng bị xua tan thế đạo này mọi người không đủ ăn vì vậy ai quan tâm đến thần ma đâu chứ có quỷ trong ngọc đúng không đùa thôi nếu như có quỷ thì sao anh ta không thấy nó xông ra hại mình hơn nữa nó đã giúp anh ta kiếm rất nhiều tiền nếu là quỷ thì cũng là quỷ tốt hơn nữa viên ngọc này một khi nuôi xong thì sẽ phải trả lại nếu không có vận may này thì tương lai anh ta sẽ phải sống toàn tiện sao anh ta không kiếm nhiều hơn bằng cách dựa vào nó trong khoảng thời gian này về sau cũng có đảm bảo anh ta sẽ không tham lam làm giàu nhỏ là được rồi sau khi nghĩ thông suốt Hàn Khôn Tử cảm thấy như được khai sáng, vỗ vai Hoàng Tam Nhi cười nói: "Được, lần này tôi nghe lời cậu. Vậy mới đúng chứ. Hôm nay thắng lớn, chúng ta đi uống rượu được không?" "Đi, uống." Kể từ ngày đó, mỗi ngày Hàn Khôn Tử và Hoàng Tam Nhi đều đến sòng bạc ở ngõ Nguyệt Nhi đánh bạc theo phương pháp thắng bảy thua ba của Hoàng Tam Nhi và cũng không có chuyện gì xấu xảy ra nữa. Hầu bao của cả hai dùng rỉnh đến mức không nhét hết tiền khiến họ vô cùng thích thú khoảng thời gian này cũng là quãng thời gian hạnh phúc nhất của hàn khôn tử sau khi thắng tiền thì tiêu xài hoang phí ở phú quý phường sau đó lại đi kiếm tiền điều này khiến anh ta có cảm giác mình vẫn là thiếu gia nhà họ hàn năm đó tiểu phú gì đó mà trước đó anh ta đã nói được thay thế bằng lòng tham anh ta đã hoàn toàn quên mất câu nói có quỳ chồng ngọc mà người phụ nữ mặc áo trắng đã nói ngày đó. Tuy nhiên Hàn Khôn Tử chưa hề nghĩ tới vì sao một người lại có vận may không dùng hết, vận may này đến từ đâu và đằng sau nó ẩn chứa mối nguy hiểm gì cho đến khi ngày đó đến. Vào ngày này, Hàn Khôn Tử thức dậy sớm sau giấc ngủ, mặc dù anh ta vẫn còn đau đầu vì say rượu, nhưng vẫn nhớ hôm nay anh ta đã hẹn Hoàng Tam Nhi Đến sòng bạc lớn nhất ở Hẻm Nguyệt Nhi đánh bạc thắng tiền. Sau khi rửa mặt, Hàn Khôn Tử định lau miếng ngọc trước khi ra ngoài. Đây là công việc anh ta phải làm hàng ngày. Khi tuy nhiên, khi anh ta đưa tay muốn lấy mặt dây chuyền bằng ngọc ra thì phát hiện miếng ngọc bội tựa như dán chặt vào ngực mình, cố gắng thế nào cũng không lấy ra được, dù có kéo cũng không kéo ra được, dùng sức mạnh hơn thì da thịt sẽ đau nhức. Lúc đầu anh ta cho rằng hoàng toan nhi đang trêu chọc mình, hoặc viên ngọc dính vào cơ thể anh ta do mồ hôi khi ngủ, nhưng nghĩ lại, có gì đó không đúng. Anh ta vội vàng đi tới gương đồng nhìn, lại giật mình phát hiện trong gương, bản thân vốn cường tráng không biết từ lúc nào đã trở nên gầy yếu, thậm chí cả xương sườn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, cảm giác như không có thịt vậy. Đó là còn chưa nói đến miếng ngọc bội trên ngực anh ta đang cắm vào da thịt. Đúng vậy, nó đã ghim vào da thịt anh ta. Nơi miếng ngọc chạm vào da thịt, vô số mạch máu to bằng con run đất lồi lên. Nối liền với máu thịt của chính mình, cũng kết nối với ngọc bội. Hàn khôn tử có thể thấy rõ ràng, những mạch máu kia đang khẽ khẽ run lên, cảm giác giống như giống như không ngừng rót máu của mình vào miếng ngọc bội. Đợi đã, Miếng ngọc đó nó đang chuyển sang màu đỏ. Đúng lúc này, trong bóng tối đột nhiên vang lên một tiếng thở dài, trong giọng nói mang theo một loại bất đắc dĩ và sầu não. Trong gương đồng xuất hiện hình bóng một người phụ nữ, cô ta ở ngay sau lưng Hàn Khôn tử, mặc dù nhìn không thấy rõ mặt, nhưng Hàn Khôn tử vẫn có thể cảm giác được cô ta đang nhìn mình bằng ánh mắt từ bi, giống như đang nhìn một con cừu non chờ bị làm thịt. Hàn Khôn Tử hoảng sợ hết lên, đập tay vào gương đồng rồi chạy thẳng ra cổng. Dọc đường đi đụng phải rất nhiều người. Buổi sáng sớm mùa đông này, mọi người đang vội vã đi chợ buổi sáng thì nhìn thấy một người đàn ông gầy gò để ngực trần chạy trên phố. Anh ta cứ lặp đi lặp lại bốn từ. Trong ngọc có quỷ, trong ngọc có quỷ. Hàn Khôn Tử chạy một mạch vào cửa hàng ngọc nhà họ Vương. Vừa vào cửa đã thấy lão Lưu đang ngồi trong quầy lão lư vẫn còn đang ngái ngủ một lúc lâu sau mới hỏi đây là hàn khôn tử sao ôi mấy tháng không gặp sao cậu có thể gầy đi như thế nhìn mà đau lòng quá hàn khôn tử không quan tâm đến nghi thức nữa anh ta nắm lấy tay lão lưu khóc nức nở nói lưu lưu trưởng quỹ giúp tôi với anh ta vừa nói vừa cho lão lưu xem mặt dây chuyền ngọc bội trên lưng Thấy ngọc bội đã biến thành dáng vẻ này, lão lưu chỉ hơi sừng sốt, không nhanh không chậm gật đầu. Nói, được rồi, chậm chút nữa thôi thì nguy rồi. Hàn khôn tử vừa nghe ông ta nói như vậy, thật giống như tìm được cọng rơm cứu mạng, vui vẻ nói. Lưu trưởng quỹ, tôi còn có thể cứu được đúng không? Lão lưu thản nhiên cười nói. Nào đến đây, chúng ta vào phòng trong nói chuyện đi. Trong phòng, lão lưu không hỏi thăm hàn khôn tử mà chỉ cúi đầu không ngừng nhìn viên ngọc bội trên ngực hàn khôn tử thỉnh thoảng lẩm bẩm điều gì đó hàn khôn tử lo lắng quỳ xuống trước mặt lão lưu dập đầu nước mắt nước mũi giản dụa nói lưu trưởng quỹ nếu ông có cách thì xin hãy giúp tôi tôi không biết sao nó lại như thế này muộn hơn nữa là xong rồi và xin ngài đừng hốt hoảng còn kịp mà lão lưu vừa nói vừa vỗ tay có ba người từ ngoài cửa đi vào người đầu tiên là một thanh niên sắc mặt vàng vọt hàn khôn tử vừa nhìn thấy anh ta đã ngạc nhiên thốt lên hoàng tam nhi người này là hoàng tam nhi nhưng anh ta lại không thèm nhìn hàn khôn tử lấy một lần mà đi thẳng đến trước mặt lão lưu cúi xuống lưu trưởng quỹ lão lưu hít mắt mặt không cảm xúc nói khôn tử muốn tôi cứu cậu ta cậu giúp tôi một tay đi được Hàn Khôn Tử nghe ra trong lời của bọn họ hình như có gì đó không đúng, nên đứng dậy muốn chạy trốn, nhưng lại bị hai người khác một trái một phải bắt được. Một lúc lâu sau, anh ta bị đè lên trên ghế đầu. Lúc này Hoàng Tam Nhi mới chậm chậm đi tới trước mặt anh ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Anh Hàn, em làm em trai thì nên giúp anh, anh chịu đựng một chút, chờ em lấy ngọc bội ra là được rồi. Hoàng Tam Nhi, Mày... Hoàng Tam Nhi còn chưa nói xong, tay đã túm chặt ngọc bội, sau đó dùng sức kéo ra. Hạn khôn tử chỉ cảm thấy ngực như bị một cây kiểm nung lửa nóng đỏ, kẹp lại, đau đớn như mạng nhện truyền khắp toàn thân. Cả người anh ta cũng không nhịn được mà run dậy. Hoàng Tam Nhi dùng sức kéo mạnh một phát, nhưng không kéo được viên ngọc ra, lại vì dùng sức quá mạnh mà anh ta lảo đảo vài bước suýt ngã xuống đất. Anh ta vừa xấu hổ vừa tức giận chút hết cơn giận lên hàn khôn tử, nhổ vài ngụm nước bọt vào tay, rồi lại kéo mạnh, khiến hàn khôn tử đau đến chảy nước mắt. Lúc này lưu trưởng quỹ mới chậm rãi nói, Hoàng Tam Nhi, đừng làm hỏng ngọc, phải từ từ rút ra, từng ly từng tí một. Được, Hoàng Tam Nhi cười khúc khích, vẻ mặt vô cùng hung dữ, phương pháp được lưu trưởng quỹ dạy khiến hàn khôn tử rất đau đớn cho đến khi có tiếng như rẻ rách bị xé ra, cơn đau biến mất, anh ta chỉ cảm thấy hai mắt nặng trĩu, đang định nhắm mắt lại thì có một cô gái áo trắng tựa như xuất hiện trước mặt anh. Cô ấy cứ nhìn Hàn Khôn Tử như vậy, trên mặt lộ ra vẻ bi thương và bất lực. Trên ngực có một vết đỏ đang lan dần ra, sau đó cả thế giới chìm trong bóng tối. Lưu trưởng quỹ, ông xem này, Hoàng Tam Nhi dùng hai tay đưa miếng ngọc bội còn đang dính máu tươi tới trước mặt Lão Lưu. Lão Lưu khật đầu khen ngợi, giờ về hướng mặt trời mọc. Viên ngọc kia ở dưới ánh mặt trời phản chiếu một áng mây đỏ rực, thật giống như thể hiện sự khác thường của chính nó. Lão Lưu nhìn một hồi lâu mây thở dài. Hay trong một khối ẩm dương huyết ngọc, loại bảo vật này có thể bán được hơn mấy ngàn động đại dương. Đáng tiếc chỉ trong một năm ngắn ngủi đã có một nam một nữ nuôi ngọc chết mất Bọn họ đều là tôi đưa vào nghề Tôi cảm thấy trong lòng thật khó chịu Hoàng Tam Nhi cười xòa nói Đây là do Lưu Trường Quỹ có tấm lòng Bồ Tát Hai người họ đã có thể ở chung với nhau trong miếng ngọc Trở thành một đôi vợ chồng quỷ rồi Họ cũng nên cảm ơn sự tác thành của Lưu Trường Quỹ Lưu Trường Quỹ cười lạnh một tiếng Lấy ra mấy đồng xu ném cho Hoàng Tam Nhi đừng nói những thứ vô dụng đó nữa đây là tiền công tôi đã hứa trước với cậu để giúp khôn tử giao hàng ông chủ nói tiền cậu đã thắng trong sòng bạc coi như là phần thưởng coi như cậu cũng cơ chí nếu không dùng cách này thì còn không biết để cho cậu ta nuôi tới ngày tháng năm nào nữa về sau cứ làm việc chăm chỉ nhà họ vương chúng tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu cảm ơn lưu trưởng quỹ cũng thay mặt cảm ơn ông chủ còn cậu ta... Lưu trưởng quỹ liếc nhìn hàn khôn tử đã qua đời. chôn cất tử tế, cứ dùng năm sâu tiền làm đi. Đây là tôi đã sớm thỏa thuận với cậu ta. Nhà họ vương chúng tôi chưa bao giờ ăn quỵt tiền lương. Hoàng Tam Nhi cười nói, được, thế thì cứ theo năm sâu tiền mà làm. Sau khi bản giao hết thảy xong xuôi, lão Lưu lại đưa mắt nhìn miếng ngọc bội. Đó là một miếng ngọc bội hình tròn phẳng, trên mặt ngọc khắc hình một người phụ nữ có vóc người uyển chuyển và một người đàn ông tuấn tú cường tráng. Ánh mặt trời chiếu nghiêng lên trên dây leo được khắc chạm rỗng, nhìn vào có cảm giác quái gở kiểu như đặt mình vào trong nhà tù, đau khổ, dãy ruộng. Tập 2 của câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc lắng nghe và theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo